Với niềm say mê giấy gió và các làng nghề tại Việt Nam, Trần Hồng Nhung đã thành lập Gió Project với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển làng nghề giấy thủ công truyền thống của Việt Nam theo hướng bền vững. Tuy mới thành lập nhưng dự án đã thu hút khá đông đảo các bạn trẻ trong và ngoài nước yêu và quan tâm đến làng nghề truyền thống Việt Nam. Hiện nay thì dự án của chúng tôi thì tập trung chủ yếu là chúng tôi thiết kế ra những cái sản phẩm để nó mang tính đương đại hơn và gần gũi hơn với người dân, bởi vì chúng tôi nghĩ là cái vấn đề mà tại sao mà cái giấy gió nó bị mai một, bởi vì chúng tôi nghĩ là những cái nhu cầu về sử dụng giấy gió hiện nay với cuộc sống hiện đại thì nó khác đi. Nếu mà mình không tập trung vào cái khâu mà thiết kế để làm cho sản phẩm nó gần gũi hơn với cuộc sống thì rất là khó để mà nói về cái câu chuyện bảo tồn về cái làng nghề này. Kỹ thuật làm giấy gió xuất hiện ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 3 nhờ đặc tính tự nhiên của vỏ cây gió. Giấy gió nổi tiếng với độ bền, dai và những đường vân tinh tế trên mặt giấy. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của công nghiệp hóa, giấy gió không còn được sử dụng nhiều như trước và vì vậy mà làng giấy gió cũng bị mai một dần. Hiện tại chỉ còn 2 hộ gia đình tại làng nghề Bắc Ninh còn theo đuổi nghề này và vùng nguyên liệu giấy gió cũng không được xác định rõ. Trước tình hình đó, Nhung và nhóm bạn của mình đã làm việc với các nghệ nhân làng nghề để lưu giữ kỹ thuật làm giấy cổ xưa của dân tộc. Họ còn mong muốn hợp tác với các nhà nghiên cứu để trợ giúp cho nghệ nhân làng nghề cải thiện các kỹ thuật để có quy trình sản xuất sạch hơn, không gây ô nhiễm môi trường. Chị chỉ mong muốn là các cái nghề này là không bị mất đi mà nó lưu truyền mãi mãi về sau này. Để cho có những người như là làng nghề như chị là lúc nào cũng được nối nhà với công việc ngành thủ công cho nó được về sau này con em biết đến. Ví dụ bây giờ như máy móc thì nhiều nhưng mà có những cái này thì nhà nước người ta cũng vẫn phải cần đến, thì mỗi tội là dân thì chưa dùng được những cái này nhiều. Các khách như là nước ngoài các thứ người ta cũng có biết dùng, chưa được nhiều lắm. Thì chị muốn quảng cáo thêm về những cái này. Hiện tại, Gió đang hợp tác với các nhà thiết kế, các họa sĩ với mong muốn mang các thiết kế đương đại vào nguyên liệu giấy gió để tạo ra các sản phẩm thủ công nhằm tăng tính ứng dụng của giấy gió. Từ đó, Gió mong muốn tạo ra nhiều giá trị tăng thêm cho sản phẩm giấy gió để tạo ra thêm công ăn việc làm cho xã hội. Tôi hy vọng rằng là sẽ có thêm rất là nhiều bàn tay chung sức vào cùng với chúng tôi để mà phát triển những cái sản phẩm liên quan tới giấy gió. Trong đó có những nghệ nhân làng nghề và chúng tôi hy vọng là đó chúng tôi góp được một tiếng nói nhỏ, sau đó thì lan tỏa nó để tất cả mọi người biết đến. Có thể dự án có sức lan tỏa cộng đồng còn ít, nhưng với nhiệt huyết và sứ mệnh của mình, Nhung và các bạn trẻ vẫn luôn cố gắng hết mình vì một tình yêu với những giá trị truyền thống, mà đặc biệt là tình yêu với giấy gió.